mời một người khách danh dự của cuộc của ngày hôm nay. Ông là trưởng cơ quan thương vụ và đầu tư từ Việt Nam. Xin mời ông Trần Như Sơn lên máy đi ông. Oh, I would like to invite, and he is the head of the Vietnam Consulate in San Francisco, Mr. Trần Như Sơn. Thưa quý bà quý ông, Thương vụ Việt Nam tại San Francisco rất hân hạnh được dự cái buổi tiệc cuối năm của quý công ty tổ chức. Chúng tôi được biết rằng quý công ty là vừa có một cái chuyến đi thăm khảo sát về những chương trình đầu tư tại Việt Nam. Cái chuyến đi thăm của quý vị là thành công rất tốt đẹp. Chúng tôi hy vọng rằng với cái thành công này sang năm thì cái kết quả quý vị thu được sẽ thực sự tốt đẹp. Chúc quý bà quý ông có một buổi tiệc vui vẻ hôm nay. Xin cảm ơn. Thank you. Xin cảm ơn quý vị. Đang thấy những cái hình slideshow ở bên đó là những cái chuyến đi vừa rồi của trong những công ty về Việt Nam và những dự án cũng như những cái gì họ đã làm được, thì quý vị ngồi quý vị có thể theo dõi để quý vị hiểu thêm về cái công việc làm của công ty. Thank you em. Thưa quý vị, và bây giờ một cái tiết mục rất là đặc biệt, a very nice little treat for you. We have a very special guest here tonight. She's one of the most famous, the most beautiful voice that Vietnam has to bring out. Her career has spanned several generations, and still now she's one of our top singers. And she happens to be here tonight to join the party. And she's gracious enough to come up here and sing a song for us. And đã xin quý vị chào đón nữ ca sĩ Khánh Ly. Thưa quý vị, giới thiệu nữ ca sĩ Khánh Ly thì Kỳ Duyên phải nói dài dòng với người ngoại quốc. Nhưng mà đối với lại khán giả Việt Nam thì Kỳ Duyên nghĩ là chỉ có hai cái tên, hai chữ Khánh Ly thôi cũng đủ rồi. Vì có nói 1000 câu cũng không đủ, mà không cần nói gì hết thì quý vị cũng đã biết là một giọng hát nào rồi. Mời chị. Mà hôm nay thì giọng hát, giọng em thì mấy, nhưng mà giọng nói của em thì nghe cũng hơi giống giọng nói của chị Khánh Ly đó. Khao gần bằng giọng chị chưa? Chưa đâu. Trước hết tôi xin lỗi, tại vì tôi ăn mặc không có được chỉnh tề cho lắm. Tại vì tôi không nghĩ là tôi được hát ngày hôm nay. Thành ra xin quý vị trên kênh chị vui lòng bỏ qua cho. Thật ra thì tôi không biết hát bài gì bây giờ. Tại vì có lẽ các anh chị đã nghe tôi từ quá lâu rồi. Thì xin vui lòng cho biết là các chị thích bài gì. Dạ vâng, dĩ nhiên dạ sẽ hát nhạc của anh chị Công Sơn, nhưng mà thưa bài gì ạ? Có điều về mấy hộp mưa hộp và bây giờ thì cũng nhân dịp Giáng sinh, đây là một bài hát thay cho lời chúc hạnh phúc Giáng sinh đến với tất cả mọi người, và xin cảm ơn cảm tình quý vị đã dành cho chúng tôi, ban nhạc và Khánh Ly.
ngoài sông vắng nước dâng lên.